Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.760 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.440.000.000. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghẹ trái là liên thông về ủy ban xã Bằng Long, xã Nhị Quý và thị xã Cai Lậy khoảng là 2 km. Con đường này rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Khu dân cư, nhà cửa rất là đông. Rất là thích hợp cho anh chị mua để nghỉ dưỡng và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Hướng bên đây thì anh chị di chuyển về trung tâm hành chánh của xã Vĩnh Kim, chợ Vĩnh Kim khoảng là 1 km. Từ vị trí đoạn đường bê tông 3 m này, anh chị di chuyển vào đường bê tông khoảng là 2 m nha anh chị. Tới thửa đất vườn khoảng là 200 m thôi. Và con đường này anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi nha anh chị. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham quan thửa đất vườn của mình nha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất vườn rồi anh chị. Trên đất mình thì gia chủ đang trồng rất là nhiều loại cây ăn trái như là dừa nè, bưởi, mít, rất là nhiều luôn. Đất mình thì cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông giống như vậy nè anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ cây cột này nha anh chị. Mình qua bên đây. Mình tới ngay chỗ cây cao này nè anh chị là 8 m. Đất mình sâu vào bên cạnh này là 36 m. Và mình sâu vào cái cạnh này nè anh chị là 50 m ha. Đất mình nở hậu ra tổng diện tích là 1.760 m². Để em di chuyển vào bên trong cho anh chị tham khảo ha. Bưởi này thì trồng khoảng là 4 năm tuổi nha anh chị. Cũng đang trong quá trình cho trái và có quay lại luôn. Về thì anh chị chăm sóc và bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập nha. Nói không gian ở phía trước con đường thì cũng đang chuẩn bị mở rộng ra là bê tông 3 m luôn. Cầm lộ cầm tới ngay chỗ cái cột này nha anh chị. Sau này thì khoảng vài tháng nữa thôi là anh chị di chuyển ô tô 4 chỗ và 7 chỗ. Anh chị mình di chuyển rất là thoải mái nha. Một số dừa thì gia chủ trồng cũng được khoảng là 2 năm nha anh chị. Một số thì đang cho trái và một số thì đang có lưỡi mèo. Đất mình rất là đẹp luôn nha anh chị. Gia chủ thì trồng đủ loại cây ăn trái hết luôn. Như là ổi nè anh chị, bưởi, tắc, vân vân, rất là nhiều ha.
Nó dừa này thì cũng to rồi anh chị. Khoảng năm nữa là có lưới mèo anh chị mình hái á. Trên thửa đất thì gia chủ có cất một cái ngôi nhà lá nha anh chị. Gia chủ thì cũng đã vô điện nước có sẵn luôn. Về thì anh chị có thể tu bổ lại căn nhà anh chị mình ở, hoặc là anh chị có thể dỡ căn nhà và anh chị mình cất cái nhà khác ha. Ở đây thì gia chủ cũng đang trồng sầu riêng nữa anh chị. Sầu riêng này thì khoảng 1,5 năm thôi. Cái mặt tiền của mình thì chỉ có được 8 mét thôi anh chị. Đó, vào bên trong thì nở hậu ra rất là rộng. Đó, về thì anh chị có thể chăn nuôi nè, lập vườn, trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Để em mở cái hướng đất cho anh chị xem nha. Ở đây thì thửa đất của mình đang quay về hướng đông nam nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về tới vị trí thửa đất vườn là 19 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 72 km nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện nha. Mình tới ngay chỗ mí ganh này nè anh chị. Đó là hết ranh giới của mình. Mảnh vườn của mình là vuông vức rất là đẹp nha anh chị. Trồng đủ loại cây ăn trái hết luôn. Về thì anh chị khỏi cần trồng luôn nha. Với giá bán là 1 tỷ 440 triệu. Giá này thì gia chủ nói là giá chốt nha anh chị, không thương lượng. Cái cạnh này thì mình sâu vào bên dưới là 50 mét nha anh chị. Mặt tiền mình ở phía trước chỉ 8 mét thôi. Và dài từ mí lộ, mí cạnh này nè anh chị là 36 mét. Cạnh kia thì mình sâu vào cũng là 50 ha. Nở hậu ra là 1.760 m². Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị, hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để cho anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây là chú già nha anh chị. Gia chủ thì đều gắn hệ thống bét quay tự động luôn. Vậy thì anh chị bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn nha. Đất mình thì cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không có màu mã, xung quanh thì cũng không có luôn. Khu vực này thì điện nước, wifi thì đầy đủ anh chị. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp cho anh chị mua để cất nhà và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Vùng đất ở xã Vĩnh Kim rất là màu mỡ và không khí rất là trong lành. Một mảnh vườn của mình vuông vức rất là đẹp nha anh chị. Gia chủ có gắn cái đường hệ thống tưới bên dưới, có cái vòi để cho anh chị mình tưới luôn ha.
Bên đây thì gia chủ đang ra trồng bưởi nè anh chị. Gia chủ thì trồng cũng khoảng vài gốc sầu riêng thôi anh chị, cũng ít thôi. Chủ yếu là trồng dừa, bưởi da xanh. Với giá bán là 1 tỷ 440 triệu nha anh chị. Giá này thì gia chủ nói là giá chốt nha, không thương lượng. Bên đây thì mình có một cái ao nè anh chị, cũng gọn gọn nè. Về thì anh chị có thể thả cá cũng được. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.